Dạ, yeah, kính chào quý vị và các bạn. Hiện giờ mình đang ở trong cái khu buffet của cái khách sạn Bellagio ha. Thì giá cho một bữa ăn buffet hiện nay là 46 đô la cộng thêm tiền tip nữa nha. Ok, mình sẽ quay một vòng để giới thiệu những cái món ăn hiện giờ họ đang phục vụ ở đây nha thưa quý vị. Ê, tha hồ mà ăn. Các món nha, chè Mỹ nha, tôi nói chè. Nhưng mà mình không có ăn cái này, mấy cái đó ha. Ok. Bên kia là quầy nước ha. Thức ăn ê hệ thưa quý vị, ok, 46 đô la cộng thêm tiền tip nữa nhá. Ê hệ đô la dữ vậy sao dân Mỹ không mập nổi, khó ốm lắm thưa quý vị ơi, khó ốm lắm. Đây hình như trứng chiên nè, nó gọi là shakshuka vậy đây, nhưng mà thật sự đó là món trứng chiên. Ok, ôi thức ăn bao la, thức ăn bao la nhé. Đây cơm chiên, lucky pork, squid noodle, ok. Này nó là mấy cái món dumpling ha, ok. Baby boys, ốc trời, ok. Này là củ bánh nha, bánh. Trái cây, donut, small donut ha, chocolate donut ha. Nghe nói ở đây rất là ngon thưa quý vị, nên thử ha. Ai có tiểu đường thì ăn ít ít thôi ha, thử một chút thôi nha. Đấy. Đây là khu vực về bánh ha. Đủ thứ hết. Nào là mấy cái món mình không biết tên gì luôn. Ok, đây là bánh ngọt. Ok. Donut custard, ok, khu này là ice cream ha, kem, đủ loại kem ha, ok. Sau đây là khu vực mà nhiều người Á Đông, đây là khu vực nhiều người Á Đông tập trung nhất đây, đó là cái khu seafood, ok, fresh seafood, oyster, cá ha. Cá si bát ha, ok, này là mấy con gì đó mà nóng mà. Yeah. A lot of food, này là tôm ha. Rồi, này mấy món pizza ha. Ok, một phần ăn là 46 đồng nha thưa quý vị, giá hiện nay. Cầm thêm tiền tip nữa nha, ok, this event on. Boston pizza and flat cracker, ok. Này là mấy cái bánh quên mất tên rồi. À, bánh waffle, ok. Waffle. See a lot of cakes over here, a lot of cakes, ok.
ăn mệt nghỉ luôn ha. Ok đây đây, ô này là món này giống món tô hu quá hả, nhưng mà không phải là bắp bắp nha thưa quý vị, con elot vậy đây, bắp họ rải lên. Okay, so here the snack shop here, khu này cũng đắt lắm nè. Rất nhiều cái món sườn ha. Thank you. All you can eat, all you can eat, okay. Yeah, that's good, that's good. Pretty good too. Đó, này mỗi món bằng tay ha. Okay. Bên kia là mấy cái con sắc kỳ và này nọ ha, nhiều món lắm nha thưa mấy chị. A lot of things, okay. Này là mấy cái sốt ha, ok, đến đây chọn sốt mà ăn ha. 46 đô la một người thôi thưa quý vị, 46 đô la thôi. Ở đây là tất cả các loại nước đây ha. À, mình vô đây là all you can eat, all you can drink, all you can do, ok. Nhiều loại lắm, ok. Và đây bây giờ những cái hãng Coca-Cola họ chọn những cái loại ly này nè. So, đó, mình có thể mình miss vô đó. Yeah, friend on there, friend on there. Then you good, okay. Rất là nhiều thực khách nhưng thưa quý vị, mỗi người vô đây 46 đô la, ok. Này khu salad đồ này nọ ha. Ok. Đồ roti, đồ nướng rồi ha. Rồi. Rồi qua đây là khu các loại bánh ha, bánh mì, bánh đồ, chuối rồi đây. Ú xà. Thiên đường ẩm thực. Rồi. Oh you can eat, oh you can eat. Cách đây vài tháng mình đến đây thì Las Vegas họ đóng cửa buffet, mà hiện giờ họ reopen, họ đã mở cửa trở lại đó. Cho nên thức ăn một số thì họ vẫn còn đóng cửa thưa quý vị. À. Món này người Á Đông người thích lắm nè. Xếp hàng chỗ này không đó. Đấy. Này là mấy cái món dumplin nhiều loại. Curry chicken burn, so pork burn, cinnamon pork. Vô tư mà ăn nhé, vô tư mà ăn. Đây là cái quầy phục vụ rượu nha, ok. Rồi nãy giờ mình quay cái cảnh thức ăn, giờ mình quay cảnh thực khách ha. Nhiều lắm, ok. Đây. Văn hóa người Mỹ là họ get like ha. Yes, even khi mà ăn cũng phải get like chứ không có lộn xộn được. Ok. Yeah.
nhiều lắm thưa quý vị. Đấy, cái cổng vô đây mình mua vé